Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình xin kể lại cho quý vị và các bạn chúng ta nghe một câu chuyện ấm lòng những cái người mà chúng ta đi làm ăn xa quê, ở đất khách quê người mà gặp khó khăn hoạn nạn trong cái lúc mà không có người thân ở bên cạnh. Và đây là cái câu chuyện mà Ngân Đen làm cùng anh Vũ Thế Năng, người ở thôn Đa Sĩ, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và là hai anh em thì đi làm ở Quảng Ninh, là lao động tự do. Nên là hôm hai anh em thì cùng làm với nhau. Đến lúc mình về thì hôm đấy có việc, mình về sớm hơn một chút. Thì về đến nhà vừa tắm rửa xong một cái thì là ở ngoài công trường gọi ra là tình hình là anh Vũ Thế Năng là anh bị tai nạn. Thế mình ra thì là anh ấy rất là đau, anh ấy bị gãy mất một cánh tay và đau hết khắp cả người nữa quý vị các bạn. Nhưng mà anh rất là tỉnh táo, cho nên cái lúc mà anh em đưa lên, anh ấy lên xe để đi cấp cứu thì ai cũng nghĩ là khả năng là anh không qua khỏi. Trước khi làm cái video này thì mình cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến khoa chấn thương và chỉnh hình Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, và nằm tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, và nơi mà đã cấp cứu và phẫu thuật cho anh Vũ Thế Năng 2 lần, và sau một nửa tháng thì anh đã xuất viện và về Hòa Bình. Và trong cái thời điểm đó thì mình là người cùng quê, cho nên là cũng được nơi mà hai anh em với anh Năng làm việc ấy là cho mình sang là phụ giúp anh trong cái lúc mà nằm viện. Thì cái lúc mà đi đưa cấp cứu ấy thì anh em cũng tìm cái số điện thoại của gia đình anh ấy, là điện về nhà thì đưa anh ấy sang đến bệnh viện thì khoảng độ 12 giờ thì gia đình anh ấy từ Hòa Bình xuống đến nơi. Mọi người thì cũng rất là cũng vô tư và cũng làm thủ tục vào viện cho anh ấy, xong bắt đầu là phẫu thuật để nẹp cái tay của anh cho ổn định đi. Thì là một số về thì có vợ anh ấy với một đứa con gái nó ở lại, và đứa con gái thì cứ sợ là bố mất mình được phải ở lại cùng anh ấy đó. Thì cứ quý vị và các bạn không biết, nó rất là mệt. Và cái lúc mà cháu chỉ sợ, cháu con của anh Năng ấy là chỉ sợ bố mất, cho nên cứ một tí là nghe bố kêu đau thì lại giục cứ chú Ngân ơi vào đưa bố cháu lên Hà Nội. Và đây thì mình cũng không có quyền quyết định được, là mình cũng phải điện về hỏi ý kiến của sếp thì là đồng ý thì là mình mới đưa. Thì anh bảo thôi thế cũng được, chú cứ bố trí là cho anh ấy đi. Thế thì là anh Năng là anh nhìn thấy cái bệnh viện ở đây thì nó, thứ nhất là nó sạch sẽ, rộng rãi. Đấy, cái bệnh viện Thụy Điển này thì nó rất là sạch sẽ quý vị các bạn ạ, rộng rãi. Và cái đội ngũ của y bác sĩ thì chăm sóc rất là tận tình. Cho nên là anh bảo thôi thôi không đi nữa, anh ở đây thôi. Và thế mình lại đi ra, mình lại đi ra nhà nghỉ mình ngủ. Thì ra chưa đến nơi nốt thì là cháu gái lại gọi, chú Ngân ơi vào cho bố cháu đi luôn. Đấy, một ngày có thể 2 đến 3 lần nữa đấy. Thế nhưng vào thì anh ấy không muốn đi. Có những hôm mình khùng quý vị các bạn, mình là thôi thôi tốt nhất là đến ngày mai tao bố trí rồi tao cho mày về. Đấy, để tao chăm một thể mà. Đấy, tao với mẹ không thấy mày về, mày cho đứa nào xuống. Mày làm này nhộn lắm. Nó bảo không, cháu phải ở bố cháu. Và sau một thời gian khoảng độ 4-5 hôm thì anh mới hết đau, tức là anh ấy bị không mặc được quần áo quý vị ạ. Đấy là chỉ có đắp một cái chăn ngang người thôi. Đấy, người là cứ ở như nhộng ấy thôi. Đấy. Xong là đến lúc ở dưới khoa cấp cứu xong rồi thì cũng được anh chủ thì anh cũng rất là nhiệt tình. Anh bảo thôi thì bây giờ là chú tùy theo, chú cứ giải quyết. Thứ nhất là cái cơm nước cho anh ấy, tiền viện phí là chú có trách nhiệm, chú đóng hết bao nhiêu thì anh gửi sang cho chú đóng cho anh ấy. Còn lên thì chú cứ lên cái phòng tự chọn, chú
chú chọn cho anh ấy ngủ cái phòng nào mà anh ấy bảo được thì thôi, vì ngủ ở đấy thì nó có mấy mức cơ, mình cũng lâu lâu rồi mình cũng không quên rồi, nhưng mà hầu như là cái khu tự chọn đấy thì có một mức 150, mức 200, một mức 250 sao ấy, thì mình vào cái là mình chọn cho anh cái mức 200.000 một đêm đó, thì anh bảo được rồi, thế ở chỗ này là tốt rồi, không phải lên nữa. Mà không, nếu mà anh mà nghe nó chưa 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 đáp ứng được cái giấc ngủ thì là em lại cho lên một phát nữa, nhưng anh bảo thế được rồi đấy. Ở trong phòng thì nó sạch sẽ lắm, ở bệnh viện đấy nó rộng rãi, và hai người hai bệnh nhân một phòng, tivi các thứ đầy đủ, nhà tắm ở luôn đấy, nó rất là tiện. Và có những hôm mình chuẩn bị phẫu thuật thì mình cũng gặp trưởng khoa, nhưng mà các bác ấy rất là tận tình, các bác bảo không, các anh đến đây là các anh, người ta nói là khách hàng là thượng đế, các anh là bệnh nhân nhưng mà các anh cũng là khách hàng của chúng tôi, cho nên là chúng tôi không có một cái ý kiến nào cả, cứ để cho anh ấy nằm ở đây, còn chúng tôi khẳng định là chúng tôi điều trị được. Còn nếu như trường hợp mà gia đình quyết định cho anh đi Hà Nội thì chúng tôi sẵn sàng chuyển viện ngay, chứ không có gì cả, vì chúng tôi là người xa quê và chúng tôi ở mãi Hòa Bình, cho nên là ở bệnh viện cũng rất là nhiệt tình, thế nhưng mà cũng cũng không cho đi, nhưng mà cũng không đuổi đi, nhưng mà cũng không giữ lại đấy, tức là mình thích đi thì mình đi, nhưng mà anh ấy, theo cái nguyện vọng của anh, nhìn thấy nó sạch sẽ, với ăn uống giá cả ở đây nó cũng rất là dễ dễ mua đó, cho nên là anh cũng ở đây thì sau khoảng một nửa tháng thì anh ấy khỏi. Anh ấy khỏi, lúc anh khỏi anh rất khỏe quý vị các bạn. Thuê xe đến nơi cái là anh ấy bam bam đi xe, không cần ai về, vợ con phải dắt ra thì mình còn sợ anh ấy đau là mình còn phải được cầm chân mình nâng lên, anh mà không, đi bình thường, lên xe bình thường đi về đến nhà, và thôi bây giờ là em cũng tôi cũng chỉ biết giúp anh được như thế thôi, vì là cái này thì lại mình đi làm thuê mà, thì giữa người làm thuê với người bị xảy ra tai nạn thôi, chứ còn mình thì mình không có quyền gì cả. Và cái là em cũng cũng thứ nhất là anh là người cùng quê, thứ hai nữa là anh em ở bên đấy thì cũng cho em sang phục vụ anh, thì là em cũng sang phục vụ. Thì trong cái thời điểm đấy thì mình cũng ở với anh ấy khoảng một tuần, thế về thì chủ cũng bảo là thôi thì giả tiền chú, nhưng mà mình không lấy, mình bảo thôi thứ nhất là giúp anh băng năng, thứ hai nữa là giúp anh đấy, chứ bây giờ đi sang bên đấy cũng chơi không thì giúp anh ấy, cái lúc xa quê mà nó gặp hoạn loạn như này thì nó mới cần có nhau đấy, cho nên là những cái trên đây là những cái câu chuyện mà hôm nay thì mình giúp người khác thì ngày mai người khác lại giúp mình, chứ mình đừng có nghĩ là mình giúp người này mà bảo mình lại muốn cái người này người ta trả ơn mình, quý vị các bạn ạ, mình lại lấy cái ơn của người khác đấy. Trên đây là cái câu chuyện mà có người xa quê đi làm với nhau thì mình mới thấy cái sự thông cảm với nhau, và mới cái sự mà mình cần có nhau cái lúc mà gặp khó khăn hoạn nạn ở đất khách quê người. Vâng, và cũng chỉ có những người mà đã từng đi làm xa quê thì chúng ta mới hiểu, thấu hiểu được những cái sự tình cảm mà cái lúc mà không có người thân ở bên cạnh. Và trên đây là cái câu chuyện mà có thật ở đời thường của Ngân Đen, vừa xảy ra năm 2018 ở tại Quảng Ninh. Và mà trong khi đấy là hai anh em ở cùng quê Hòa Bình đi làm ăn, thế không may là bác Vũ Thế Năng là bác ấy bị tai nạn lao động, thì mình cũng giúp, không phải đây là mình không phải mình kể công, nhưng mình kể lại để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe, và chúng ta cũng lấy đây là một cái bài học để chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau ở cái lúc mà khó khăn hoạn nạn tai nạn nó xảy ra ở bên cạnh mình. Và Ngân Đen xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian nghe cái video của Ngân. Và mọi người mà yêu quý kênh Ngân Đen thì cho Ngân xin một like và một đăng ký kênh để kênh mỗi ngày được phát triển, để Ngân làm những cái thước video về giải trí tổng hợp để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.